Tập 32. Không ngờ đến chỗ tôi cậu cũng dám đến. Rất tốt. Tôi có một vị khách, tôi nghĩ chắc cậu rất muốn gặp cô ấy. Dẫn qua đi. Lăng Hinh, Lăng Hinh, Đông Minh. Không sao chứ? Thế nào? Không ngờ hai người lại gặp nhau ở chỗ tôi chứ? Vương Triệu Lâm, anh định làm sao? Nếu như muốn sống mà ra khỏi đây, bảo quân bát lộ của cậu rời khỏi đất tôi cai quản. Cuộc trao đổi rất công bằng. Đừng quan tưởng nữa. Bộ đội của tôi sẽ không vì một mình tôi mà từ bỏ cả kế hoạch kháng chiến này. Hôm nay tôi đến là muốn đưa Lan Hinh đi. Họ có rút hay không là chuyện của các anh. Hôm nay tôi muốn nói với anh, anh thua chắc rồi. Vương Triệu Lâm, anh đúng là tán tận lương tâm. Được, thế thì chúng ta thử xem. Đừng cử động. Đừng động vào tôi. Đừng động vào, ngoan ngoãn chút đi. Các ngươi lưu xuống trước đi, dừng. Tên Hồ Uông, đợi chúng ta ra khỏi huyện sẽ thả người tình của anh ra. Hà Đông Minh, không ngờ anh lại bị ổi như vậy. Tên Hồ Uông, anh làm như chúng tôi nói, chúng tôi đảm bảo sẽ không hại cô ấy. Muốn dùng cô ta để uy hiếp tôi, buồn cười. Tôi sớm đã không có chút tình cảm nào với cô ta, chỉ mong sao cô ta sớm chết đi. Bỏ tôi ra. Uông Triệu Lam, hôm nay tôi không đi nữa. Có bản lĩnh anh bắn chết tôi đi. Thế nào? Không còn kim bài trắng tên nữa. Chúng ta vẫn nói về trao đổi của chúng ta đi. Nếu như anh không đồng ý, ai trong các anh cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Tránh ra, tôi tìm Uông Triệu. Chị, sao chị lại đến đây? Chị làm gì đấy? Bây giờ em về với chị. Đi ra khỏi ổ Hán Giang đi. Em là tổng tư lệnh ở đây. Em có kế hoạch của em. Em có kế hoạch gì? Kế hoạch của em là lấy súng chỉa vào anh em của mình sao? Em thực sự muốn làm chó cho người Nhật. Thế thì em mau chóng giết hết bọn chị đi. Chị, em với Hà Đông Minh sớm đã không còn là anh em. Bây giờ hắn là kẻ thù của em. Em không thể tha cho hắn. Chị nói với em làm chuyện gì chị đều có thể ủng hộ em. Nhưng hôm nay chị phải chặn em lại. Chị không thể nhìn em cứ sai như vậy được. Quân Bắc Lộ là cái địch của chúng em. Em đang chấp hành nhiệm vụ. Hôm nay em không chịu thả họ đi, thế thì em hãy dùng súng bắn chết chị đi. Chị, đi thôi. Bảo vệ chúng. Đừng làm hại Lăng Hinh cái cách.
Mau lên. Toan rồi. Dĩ gia, chúng ta không chạy được, phải làm thế nào đây? Đồng minh, em ra. Em ra để trắng họ thay các anh. Các anh mau đi đi. Em buông rồi. Anh tốn bao nhiêu công sức đến đây để làm gì? Không phải là vì cứu em hay sao? Đồng minh, anh yên tâm đi. Kutotori sẽ không làm gì em đâu. Anh nhất định phải đưa họ rút khỏi đây an toàn. Nhớ lấy, đây là nhiệm vụ của anh. Lạc Kinh, em đợi anh đến cứu em. Kutotori, tôi là Na Lạp Lan Hinh. Tôi ra ngoài đây. Lan Hinh, nếu anh là đàn ông thì dẫn họ sống mà ra khỏi đây. Đi. Các anh làm gì đấy? Làm hình căng thẳng. Xin lỗi. Quan chỉ huy yêu cầu chúng tôi bảo vệ an toàn cho cô. Tôi muốn ra ngoài. Xin lỗi. Chúng tôi không thể thả cô ra ngoài. Tại sao Hà Đông Minh lại đột nhiên xuất hiện ở huyện vậy? Tôi thông qua cô Lan Hinh để dụ Hà Đông Minh qua đây. Anh coi Lan Hinh là công cụ lợi dụng của anh đúng không? Tôi vốn muốn lợi dụng Hà Đông Minh để uy hiếp quân Bát Lộ giao dụng đất thuộc quyền. Không ngờ nửa đường thì chị tôi đột nhiên xuất hiện. Họ còn bắt cả mặt hàng, cho nên tôi chỉ đành thả họ đi. Ngu ngốc. Tư lệnh Uông, cách làm của anh làm tôi quá thất vọng. Em không sao chứ? Em cũng đừng tức giận. Chuyện hôm nay anh cũng không cố ý. Em đừng để trong lòng. Tôi không muốn gặp anh. Tôi muốn về Thiên Tân. Không được. Tại sao không được? Dựa vào cái gì mà không được? Em cứ ngoan ngoãn ở đây cho anh. Tôi sống hay chết liên quan đến anh sao? Không phải anh chịu tôi đủ rồi sao? Anh và tôi sống bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa? Anh nói này Mặc Hàm. Trương Mặc Hàm. Anh nói này. Em có ngốc không đấy? Em tưởng anh muốn bắn súng vào em thật sao? Anh vì lừa Hà Đông Minh. Tình hình lúc đấy em cũng thấy hết rồi. Anh không thể không làm như vậy. Chỉ suýt chút nữa thôi. Bây giờ tôi đã chết rồi. Sao mà thế được, Mặc Hàm? Đừng đụng vào tôi. Lúc đấy anh quan tâm em. Nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài được. Anh không thể để họ nhìn ra anh quan tâm em. Diễn đấy, em hiểu không? Nếu em chết, anh cũng không còn cách nào để sống. Em không còn nữa, anh phải làm sao? Có đúng không? Không được đi. Em cứ ngoan ngoãn ở đây. Ở đây đi. Nghe lời của anh. Không được đi đâu hết.
Không có em, anh cũng không sống nữa, em có biết không? Tiểu thư Mặc Hàm đến thăm vào đêm, chắc không phải là gì để tôi mời cô uống rượu chứ? Tất nhiên không phải rồi. Kurotori tiên sinh, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi không đến cầu xin cho Uông Triệu Lam. Hôm đấy xảy ra chuyện, Hà Đông Minh bắt tôi để đổi lại Na Lạp Lan Hinh. Mời. Nhưng Uông Triệu Lam là một tên súc sinh. Hắn vì muốn giữ lại Hà Đông Minh, chỉa súng ngay trước mắt tôi. Ngài Triệu Lam muốn lấy đấy để chứng minh ngài ấy không quan tâm cô. Đúng. Mặc Hàm tiểu thư, đừng tổn thương nữa. Kurotori tiên sinh, hôm nay tôi đến chỉ muốn xin anh một chuyện. Tôi mong anh đừng làm hại Lan Hinh Cách Cách. Tại sao lại nói như vậy? Tại sao? Vì tôi không muốn làm cô ấy trở thành tôi thứ hai. Mặc Hàm tiểu thư, tình cảm của tôi với Lan Hinh là thật, tuyệt đối sẽ không vì khác biệt quốc gia hoặc chiến tranh mà thay đổi. Nào, Kurotori tiên sinh, tôi kính anh thêm một ly. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng quản nữa, giúp một tay. Qua đây, thay quần áo. Thay quần áo cái gì? Hai chúng ta thay. Thay xong thì cô đi. Tôi đã sắp xếp người tiếp ứng cho cô ở cửa. Thế cô thì làm sao? Kurotori sẽ không tha cho cô. Họ sẽ không làm gì tôi đâu. Cô yên tâm đi. Cô Uông Triệu Lam bảo vệ tôi. Mau lên, đợi hắn tỉnh rượu, muốn đi cũng không kịp nữa. Mặc Hàm, tại sao cô lại mạo hiểm như vậy? Cô may hơn tôi. Mặc Hàm, tôi mong cô giúp tôi chuyển lời cho Hà Đông Minh. Cả đời này anh ấy phụ tôi. Được, tôi nhất định sẽ chuyển. Tỉnh rồi sao? Lan Hinh đâu? Không cần tìm nữa, tôi đã thả người đi rồi. Cô thả Lan Hinh đi rồi. Ở bên cô ấy chỉ là mơ tưởng của một mình anh.
Anh hoàn toàn không biết trong lòng cô ấy khổ sở thế nào. Đứng ở một chỗ với kẻ thù của mình, còn phải giả vờ tươi cười chào đón. Cô ấy ngày đêm đều mong muốn rời khỏi anh. Tôi chỉ hoàn thành nguyện vọng của cô ấy thôi. Trước mặt Hàm, nghĩ đến Uông Triệu Lam đi. Nào, giết tôi đi. Nếu anh giết tôi, Uông Triệu Lam còn tiếp tục hợp tác với anh không? Anh đừng quên, Thiên Tân là thiên hạ của bang Mã Đầu chúng tôi. Cút đi. Bảo trọng. Nhị gia, nhị gia, nhị gia, nhị gia, tôi biết anh không sao. Từ khi về đến bây giờ không ăn không uống mà được sao? Nào anh dậy đi, tôi làm chút đồ ăn cho anh. Đi đi. Nhị gia, tôi biết anh lo cho cô Lan Hinh, nhưng anh không ăn không uống, sức khỏe không chịu nổi đâu. Cút đi. Nhị gia, anh dậy đi. Cút đi. Cút đi. Được rồi, tôi cút. Nhị gia, chính quỷ và trung đoàn trưởng đến thăm anh này. Anh xem, chẳng có cách nào hết. Đồng Minh, Đồng Minh, dậy đi, dậy đi, dậy ăn chút đồ ăn đi. Đồng Minh, sao vậy? Hơi sốt. Gọi nhân viên y tế lấy thuốc. Dừng. Để cô ấy nghỉ ngơi đi. Đi. Đồng Minh, Đồng Minh, Đồng Minh, Đồng Minh, Đồng Minh, Lan Hinh, Lan Hinh, thật là im sao? Lan Hinh, không phải anh đang nằm mơ chứ? Em thực sự về rồi, Lan Hinh.
Em có biết anh lo lắng cho em nhiều đến thế nào không? Anh tưởng rằng em sẽ không về nữa, La Khinh. La Khinh, đúng rồi, sao em lại về được? Sao em lại về được? Đồng chí Đông Minh, nói với anh một tin tốt. Vì đồng chí Lan Khinh thể hiện xuất sắc, trải qua thử thách khó khăn, đã trở thành chủ nhiệm đào tạo chính trị của trung đoàn chúng ta. Chào mừng đồng chí Lan Khinh đến với đội ngũ cách mạng chúng tôi. Chào mừng đồng chí Lan Khinh đến với đội ngũ cách mạng chúng tôi. Báo cáo trung đoàn trưởng, Hà Đông Minh của quân Bắc Lộ muốn gặp. Hà Đông Minh đến tìm tôi chắc chắn không có việc tốt. Không gặp, đuổi ra. Không gặp thật. Hả? Đại ca Thẩm, lại còn mang một người nữa. Được đấy. Bây giờ hai người không rời nhau. Nhìn anh nói kìa, nếu không phải lần trước anh và chị Triệu Tuệ đích thân đến cứu tôi muốn đến cũng không đến được. Cho nên Lan Khinh đối đặc biệt mang hai con cá đến khao anh. Hai người khách sáo với tôi rồi, còn cho tôi ăn cơm cá nữa. Đại ca Thẩm, thật là đưa cho tôi đi tìm chị Triệu Tuệ. Ngọt ghê. Nhị đệ mau ngồi đi. Tôi chăm cho cậu tách trà ngon. Đại ca, hôm đấy em về tiểu đoàn, em thực sự lo em không thể gặp Lan Khinh nữa. Cho nên hôm nay thực sự đặc biệt đến cảm ơn anh. Nhị đệ, lời cảm ơn này sau này đừng nói nữa. Trung đoàn trưởng còn cấm em về tìm người. Anh biết tấm lòng em, cả Đô Kinh đều biết. Cho nên ngày hôm sau lúc em gặp Lan Khinh, em tưởng em đang nằm mơ. Đừng trách anh không nhắc nhở cậu. Trà này uống lúc nóng mới ngon. Chị Triệu Tuệ, Lan Khinh, sao em lại đến đây? Từ lần trước chúng ta tạm biệt nhau, trong lòng em luôn muốn qua đây. Không phải hôm nay cũng coi như rảnh. Đến thì tốt rồi. Đông Minh đâu? Nó không đi với em sao? Đến rồi, đang ở cùng với đại ca Thẩm. Chị Triệu Tuệ, cái này làm cho đại ca Thẩm đúng không? Đế dài của anh ấy hỏng đến mức chẳng ra cái gì. Chị sửa cho anh ấy. Chị hiền thục thật đấy, Lan Khinh. Đã trưa rồi, đói rồi đúng không? Chị đi làm cơm cho em. Chị xem, sáng sớm Đồng Minh đi bắt cá, em đi giúp việc cho chị. Được, chúng ta đi, đi. Tối nay bọn anh đón một tài xế, mang cho bọn anh một bức thư. Trong thư bảo bọn anh đến cổng thành vào nửa đêm đón Na Lạp Lan Khinh. Bọn anh cũng thấy rất lạ. Anh biết ai gửi bức thư đấy cho các anh không? Không phải cậu sao? Lòng em đã lạnh như tro nguội. Thế là ai? Trương Mặc Hàm. Cô ấy, cô ấy đã cứu Lan Khinh. Cô ấy cứu thế nào? Lan Khinh nói, tối hôm đấy Trương Mặc Hàm chú say Kutotori, sau đấy dìu đến phòng Lan Khinh. Nhưng lúc Kutotori không tỉnh táo, hai người họ đổi quần áo. Lan Khinh mặc quần áo của Trương Mặc Hàm mới ra được thành. Thế Trương Mặc Hàm thì làm sao? Cô ấy nói cô ấy phải nhanh chóng rời khỏi nơi đấy, rời khỏi Trung Quốc. Triệu Lam biết không? Cơm đến rồi. Nào đến rồi. Nào. Nào. Thịnh soạn quá, nhiều thật.
Nào để tôi. Mọi người nói chuyện trước đi, tôi đi lấy rượu. Được rồi. Để em. Thơm thật. Lan Hinh, Trương Mặc Hàm thật sự muốn đi Mỹ sao? Em thấy cô ấy gầy đi rất nhiều, người cũng tiều tụy lắm. Em nghĩ chắc cô ấy sẽ không lưu luyến Uông Triệu Lam nữa đâu. Rượu đến rồi. Nào, nào. Dùng ly rượu này đi. Được rồi, nào. Chỉ có chỗ đại ca tốt, luôn có rượu ngon. Đại ca rót cho anh đây. Anh rất muốn biết cậu câu hay là mua con cá này vậy? Tất nhiên là câu rồi. Thế bọn anh xin cảm ơn. Cá của anh đem Đông Minh. Cảm ơn tay nghề của cô Uông. Cảm ơn cô Lan Hinh đã ngồi cùng. Cảm ơn rượu của đại ca. Được, nào, cảm ơn. Nào. Nào, mau ăn đi. Nào, nếm đi. Ăn cá trước đi. Đúng ngon. Tôi nói này cô, có thể được coi là lên được phòng lớn, xuống được phòng bếp. Đại ca, người tốt như vậy đừng bỏ qua. Nếu như bị người khác để ý thì muộn rồi đó. Được rồi, có thôi đi không? Nhiều đồ ngon như vậy cũng không bịt được miệng cậu. Đại ca Thẩm, Đông Minh nói thật đấy. Chị Triệu Tuệ thật sự rất hiền thu. Vừa nãy lúc em đi tìm chị ấy còn sửa giày cho anh. Anh xem. Vậy? Vậy gì? Không có gì. Cái đôi giày đấy của anh đều đến hỏng cả ra cũng không dứt đi. Tôi suy nghĩ có phải đế giày cũ thoải mái tôi đã làm cho anh, tôi về giải sau. Ừ, tôi giữ lại đế giày cũ cho anh. Tôi đã làm mới ở trên cho đôi của anh rồi. Cô có biết đấy là đôi giày cuối cùng mà chị dâu cô đóng cho tôi trước khi chết không? Đại ca, anh đang làm gì đấy? Cô Uông người ta cũng không biết chuyện này, vẫn như vậy làm gì? Chị Triệu Tuệ, cô Uông, Lan Hinh, chúng ta phải kính cô Uông một ly. Cảm ơn ân cứu mạng của cô Uông, có phải không? Đúng. Nào, chị Triệu Tuệ. Nào cô Uông. Nào, em rót cho cô ấy. Đông Minh, Lan Hinh, hai người đến, chị rất vui. Hôm nay hai anh em còn thiếu một người em không trai gì của chị. Không nói nữa. Được rồi, chị Triệu Tuệ. Không được động vào giày của anh. Tôi không biết. Uông Triệu Tuệ tôi đền anh là được chứ gì? Chị Triệu Tuệ, chị Triệu Tuệ, chị đừng uống nữa. Lan Hinh, em đừng lo. Hôm nay chị phải nói rõ với anh đấy. Thẩm Gia Lương, không phải anh không biết tấm lòng của tôi. Hôm nay chúng ta nói rõ hết ra. Nếu như anh thích Uông Triệu Tuệ tôi, anh gật đầu lấy tôi. Nếu như anh không thích, nếu như anh không thích,
Từ nay về sau, Ung Triệu Tuệ tôi sẽ không nói thêm một câu nào nữa với anh. Đại ca, Đông Minh, hay là chúng ta đi trước đi, để đại ca, hai người không cần phải đi. Nếu đã nói đến mức này rồi, thế thì tôi nói với cô, cả đời Thẩm Gia Lương tôi không lấy vợ. Cô đang làm gì đấy? Anh đừng lo cho tôi, tôi không cần anh lo. Triệu, chị Triệu Tuệ, chị đợi đã. Anh làm gì đấy? Cô người ta tốt với anh bao nhiêu, anh lại dở chứng như vậy sao? Anh, thế thì được. Đồng Minh, anh hỏi cậu, bây giờ cậu có nghĩ đến việc kết hôn với cô Lan Hinh không? Trận đánh này đã cướp đi hết cả mẹ và vợ của anh. Anh là một người qua hôm nay, không biết ngày mai còn hay không. Suy nghĩ của anh đã rời khỏi thắt lưng. Cậu bảo anh lấy gì để thề thốt với người ta? Chị Triệu Tuệ, đại ca Thẩm, xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Chị Triệu Tuệ cưỡi ngựa chạy ra ngoài rồi. Sao em lại không ngăn cản cô ấy? Em không cản nổi. Đi hướng nào? Đi phía bắc. Đại ca, em ở đây. Cẩn thận. Dùng của tôi. Cẩn thận đó. Cô Uông, thật sự là cô. Thẩm Gia Lương, tôi nói với anh, chỉ cần một ngày anh không lấy người khác, tôi sẽ đợi anh một ngày. Thank you.
Đi về phía trước nữa là địa bàn của bọn Dực rồi. Đại ca, chi bằng về trước đi. Nếu không chừng ông cô nương đợi chúng ta ở nhà. Đi thôi. Quân đã về chưa? Đại ca Thẩm, anh đừng nóng. Nói không chừng lát nữa chị Triệu sẽ về một mình thôi. Không thể nào. Nếu như không xảy ra việc gì, từ trước đến giờ cô U sẽ không làm chuyện làm người khác lô. Nhưng thân thủ của chị Triệu Tuệ tốt như vậy, có khi chị ấy muốn một mình yên tĩnh. Đại ca, gì đây? Xin lỗi, cậu phải thấy mọi chuyện ầm ĩ. Thế này đi, giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu dẫn cô Lan Khinh về trước đi. Tôi dẫn thêm các anh em ra ngoài tìm. Đại ca, trời vẫn còn sớm. Nếu không chừng lát nữa cô Quân sẽ về thôi. Anh lại ra ngoài tìm, thế không phải các anh lại mất công đôi việc sao? Cũng đúng. Nào, ngồi xuống đi. Không. Đại ca. Đại ca, anh đi đâu vậy? Đại ca Thẩm, đại ca. Gì đây? Anh nói với cậu, sự việc thành ra nông nổi này là do một mình anh làm ra. Anh không muốn liên lụy bất cứ ai. Cậu với cô Lan Khinh bao vệ đi. Nhưng đã muộn như vậy rồi. Anh biết cô ấy đang ở đâu không? Anh biết cứu cô ấy thế nào không? Anh không lo được nhiều như vậy nữa. Cho dù cô ấy ở nơi đóng quân của bọn Dực, hôm nay tôi phải cứu được cô ấy về. Về cho em, cậu đừng gắn tôi. Đại ca Thẩm, anh bình tĩnh đi. Anh không được đi. Đồng Minh, Đồng Minh. Anh, anh, sao anh lại ở đây? Đồng Minh, cô Lan Khinh, đại ca Đông Lương, cấp trên phải anh đến căn cứ địa của chúng ta đảm nhiệm chức giáo viên trong quá. Lúc anh đến, anh phát hiện ra cô Ung. Cô Ung, không sao là tốt. Cảm ơn.
Triệu Tuệ, cô tỉnh rồi. Cô uống quá nhiều rượu. Tôi đi ngâm trà cho cô. Anh đi đi. Tôi không cần anh chăm sóc.